chào thầy và các bạn. Em tên là Nguyễn Văn Hậu, mã số sinh viên 17141182. Sau đây em xin trình bày về bài tập số 3 của mình. Đề với yêu cầu là thiết kế mạch giao tiếp vi điều khiển, viết một số S887 với 16 led đơn, viết chương trình điều khiển 16 led chạy với 10 kiểu khác nhau. Đầu tiên chúng ta đến với mạch nguyên lý. Thì mạch này cũng đơn giản thôi, cũng không có gì. Thì đầu tiên là con bit 16 S887 với một mạch reset nối về chân master clear với một cái tổ thạch anh, với một tổ thạch anh nối vào hai chân là A6 và A7, và ngoài ra thì gắn thêm hai con tụ này để lọc nhiễu cho tụ thạch anh. Và ở bọc C và bọc D em kết nối với 16 led đơn. Thì loại này là loại anode với điện trở em dùng điện trở hàng dòng là 220 cho 16 con. Thì mạch cũng đơn giản như thế, không có gì hết. Con thạch anh thì mình cấp con thạch anh thì mình lấy với tần số 20 MHz. Tiếp theo mình đến với chương trình đó. Đầu tiên mình khai báo thư viện cho con biết 16 S87, rồi xong cái mình khai báo cấu hình cho biết, xong mình sử dụng xong delay với tần số 20 MHz. Tiếp theo thì em khai báo biến để sử dụng. Rồi bây giờ mình tới với chương trình đầu tiên. Chương trình này là em đặt là led. Chương trình này để mục đích là để hiển thị led ra bọc C và bọc D nó liên tiếp. Đầu tiên mình lấy cái biến IC, mình là IC được gắn cho IC sẽ bằng I. I sẽ được gắn cho IC, thì khi đó I là sẽ biến sẽ chạy trong các chương trình con này. Vậy IC thì ID sẽ bằng I, em mời dịch sang 8 led sau khi hết chạy hết các con led, 8 con led ở bọc C thì sẽ tới 8 con led tiếp theo ở bọc D. Rồi mình cho xuất ra ô bút C và ô bút D ra. Mình tới với kiểu đầu tiên là em sẽ chọn chớp tắt 3 lần. Thì đầu tiên mình cho y bằng 00 là mình cho tắt hết 16 con led đó, nó sẽ có giá trị như vậy thế này. Rồi đầu tiên là mình cho 16 con led đó tắt, rồi xong mình cho chạy vào vòng lập chạy số lần chớp tắt thôi, chứ còn để nó đổi trạng thái thì mình sẽ sử dụng lệnh y bằng y đảo, là trạng thái đảo là nó tắt rồi nó sáng. Đây mình gọi led là chương trình này để mình xuất ra led, rồi mình delay 200 giây, rồi xong cho nó đảo trạng thái, rồi nó cứ chạy từ 0 tới 5 thì sẽ đủ 3 lần chớp tắt. Mình đến với chương trình thứ hai là chương trình sáng tắt dần từ trên xuống. Đầu tiên thì mình cũng cho y là các led tắt hết, là cho y bằng 0. Sau đó mình cho đầu tiên mình sáng dần thì mình sẽ cho y chạy từ 0 tới 15. Thì y rồi cái lệnh này mình cho y sẽ bằng y nhích qua 1 và cộng 1. Thì cộng 1 chỗ này là giá trị 1 là sẽ là 0001. Ở số nhị phân thì nó là 0001. Thì là con led đầu tiên bên phải là nó sẽ sáng. Khi nó dịch qua thì nó sẽ cộng, đầu tiên nó 00, nó dịch qua thì nó cộng cho 1 thì con led này lên 1. Đó, xong với mình xuất ra led, xong cái mình delay 200 giây, xong nó chạy vòng lập từ 0 tới 15 thì nó sẽ sáng dần cho tới con led thứ 16. Đây là tắt dần thì nó cũng cho nó dịch qua từ phải qua trái, nhưng mà nó sẽ không cộng 1, và nó sẽ tắt. Nó không còn 1 thì tắt, đồng nghĩa với nó sẽ tắt từng con qua. Rồi mình xuất led, xuất ra bọc C bọc D, xong delay, nó cũng chạy từ 0 tới 15 thì chạy xuyên suốt 16 con led đó. Tiếp theo mình đến với chương kiểu thứ 3
sáng tắt dần từ dưới lên. Thì cái này cũng tương tự cái trên, nhưng mà mình sẽ cho nó chạy từ trái qua phải. Thì trái muốn cho thay bên kia thì mình cộng cho 1, thì 1 là số 1 thì nó sẽ là 0001, thì số 8 là sẽ là 1000, nó dịch qua 1 và nó cộng 1. Thì tương tự vậy thì nó sẽ xuất ra led và nó delay và nó chạy từ 0 tới 15. Thì cái đây là tắt dần thì cũng vậy, mình cho nó dịch qua thôi, không cho nó cộng thêm một biến nữa, nên là nó sẽ tắt. Đây xuất ra led delay. Tiếp theo mình đến với kiểu thứ tư là sáng tắt dần ngoài vào. Thì ở kiểu này thì mình sẽ chia ra là 8-8, nên là mình sẽ không sử dụng sự liên tiếp của ở chương trình led này nữa, nên là mình sẽ gọi biến id và ic ra. Thì này id nó sẽ chạy từ trái sang phải và nó cộng cho một là có số hexa là 0x80. Thì tương tự như vậy thì bên kia nó chạy từ phải qua trái thì nó chạy vào trong ấy, thì nó sẽ cũng cộng 1 là 8 con led, hai bên mỗi bên là 8, xong mình xuất ra bậc C và bậc D mà cho nó delay. Thì tương tự như vậy thì ở mình để cho mình nó tắt dần thì mình sẽ cho nó chạy từ 0 tới 7, thì mình cũng cho nó dịch tương tự như cái đây. Thì lúc nãy id nó dịch qua từ trái sang phải, thì bây giờ nó cũng từ trái sang phải và ic là từ phải sang trái, thì nó sẽ dịch qua thôi, nó không cộng thì nó sẽ tắt, nó tắt đi và mình xuất ra bậc C bậc D, delay 200 giây, thì chạy từ 0 tới 7 thì đủ 8 con led. Sáng tắt dần từ trong ra ngoài thì cũng tương tự với chương trình trên, thì mình cho đầu tiên mình cho nó sáng từ trong ra ngoài trước. Thì nó đầu tiên mình cho y chạy từ 0 tới 7, thì mình cho id, mình sẽ gọi id ra, mình cho id, bây giờ id sẽ dịch ngược lại lúc ở trên, thì id bây giờ nó sẽ dịch từ phải sang trái nó cộng cho 1, và ic sẽ dịch từ trái sang phải nó cũng cộng cho 1. Cái này cũng tương tự như cái trên thôi. Sau cho xuất ra bậc C bậc D và delay 200 giây. Cái đó là sáng dần và tắt dần. Cứ tắt là mình cũng dịch tắt dần theo cái chiều từ trong ra ngoài, thì mình cũng dịch qua như tương tự như ở sáng dần, mình dịch qua, nhưng mà mình không cộng thêm bất kỳ cái đơn vị nào thì nó sẽ tắt. Xong mình xuất ra bậc C và bậc D và delay 200 giây. Đến với chương trình số 6, tắt sang kẽ 3 lần. Mình sẽ đầu tiên mình cho biến y sẽ 0xAAA, và đây là đưa ra số hexa là nó sẽ có giá trị như thế này, và mình cho vòng lặp cái này là 16 lần, 3 lần là sẽ là 6 lần mới đúng nhé. Rồi mình xuất ra led, xuất ra led xong mình delay. Nó tương tự với cái chương trình chép tắt 3 lần này, nhưng mà bây giờ thì chép tắt sang kẽ, là nên là đảo trạng thái trước này. Tiếp theo là tới sáng dồn từ dưới lên. Ở cái kiểu chạy này thì mình sẽ cho y, đầu tiên cho y nó tắt hết là y bằng 0, xong mình một khai báo biến s để lưu giá trị cũng cho nó bằng 0 luôn. Xong cái mình cho chạy vòng lặp for, hai vòng lặp for đồng nhau, thì đầu tiên for là y sẽ bằng 0, y chạy từ 0 tới 15. Xong mình khai báo thêm biến r này là biến để nó chạy từ phải qua, chạy từ trái qua phải là 0x8, nó sẽ có giá trị là 100. Rồi thì sau đó thì mình sẽ cho nó vào lòng thêm vòng lặp z chạy từ 0 tới 16 trừ cho y. Thì như này mình sẽ y sẽ bằng s cộng cho r, biến r là biến chạy, còn s là biến để mình lưu giá trị. Xong rồi mình xuất ra led, xuất chương trình con led, xong mình delay 100 giây.
xong cái mình cho ra dịch qua một một bit là nó dịch qua một này, xong cái nó chạy 10 không không 15 là nó chạy 15 lần, nó chạy tới cái giá trị 16 triệu y này, xong nó lưu cho biến y đó, rồi xong cái nó tiếp tục, nó chạy tiếp tục từ từ một cho tới 10, tiếp tục nó chạy cái vòng lặp này là sẽ được. Kiểu tiếp theo là kiểu điểm sáng dịch từ trên xuống, thì ở kiểu này thì mình đầu tiên mình cho y sẽ bằng 0x0001 thì cũng như ở trên thì mình đã nói rồi, thì nó cũng có giá trị như thế này rồi, thì mình cho nó chạy chạy vòng lặp từ 0 tới 15 thì mình cho y dịch qua qua từ phải sang trái thì là được. Xong mình gọi chương trình led ra, điện xuất ra box C và box D và delay 200 giây. Cứ chạy từ 0 tới 15 thì sẽ đủ dịch từ đủ 16 con. Tiếp theo mình đến với chương trình sáng dồn từ trên xuống, thì cũng tương tự với sáng dồn từ dưới lên thì nó sẽ ngược lại. Ngược lại, đầu tiên mình đây cũng có biến R, biến để chạy, S là biến để lưu để lưu giá trị để mình giữ giá trị để mình cộng rồi xong mình dồn vào ấy. Cũng tương tự Y sẽ bằng S cộng R. Và chương trình cuối là chương trình điểm sáng dịch dưới lên, thì cũng tương tự với kiểu số 8. Thì mình đầu tiên mình bây giờ mình sẽ cho nó dịch từ trái qua phải, nên là mình sẽ gắn biến gắn cái giá số hexa là 8 0x8000 thì cho nó chạy từ 0 tới 15 và cho nó dịch qua từ trái y dịch qua 1 từ trái qua phải, thì xong mình xuất ra delay 200 giây là sẽ xong, là sẽ chạy từ 0 tới 15 là sẽ hoàn thành chương trình đó. Xong với chương trình chính thì mình sẽ khai báo, mình sẽ tích cho bọc C bọc D là ngõ ra, rồi mình đổi tất cả các chương trình ra cho vào một loạt while true compile, chương trình không lỗi, rồi mình sẽ nạp vào. Tần số là 20 MHz. Đầu tiên là chớp tắt, xong đến sáng từ trên số, đến dần tắt dần, nhìn tắt dần là một kiểu. Đây, kiểu tiếp tục là dưới lên, bây giờ tăng dưới lên kiểu sáng từ ngoài 100 trong ra ngoài, xong kiểu sang kẻ, xong kiểu sáng dồn, điểm sáng dịch số. Xuống 3 lần. Xong thấy sáng dồn. Rồi chương trình quay lại từ đầu, bấm nút reset chương trình qua. Và bài tập của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.